mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top chuyện hot nhắc lại tập trước claudine sau khi sai người hầu đi gọi lila mấy lần không được đã chắc chắn cô không có nhà và claudine tin rằng công tước đã đưa lila đến chỗ ở của anh ở thủ đô claudine quyết định sẽ phải làm gì đó với lila vì cô không muốn vị trí nữ công tước he hát tương lai bị lung lay về phía lila sau khi gặp lại công tước cô cảm thấy mình có những cảm xúc kỳ lạ anh như một người khác vậy cô càng ngày càng thấy anh khó hiểu cư xử không giống như trước cảm giác kỳ lạ đó trong lila đã quay trở lại khiến cô tránh xa anh trong khi tay anh đưa lên ôm lấy má cô không chịu buông cô ra và nhìn đi chỗ khác nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt cô tưởng họ sắp tiếp tục hoạt động tối qua nhưng chẳng có chuyện gì như thế xảy ra anh chỉ giữ cô tại chỗ nhìn chằm chằm vào cô và khiến cô cảm thấy những điều xa lạ ánh nắng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chạm nhẹ vào làn da của họ, sưởi ấm họ trong khi Matt Thayer liên tục vuốt ve khuôn mặt cô tôi đói. Lila ngay lập tức kêu lên. Có đủ khoảnh khắc này giữa họ khi tay anh chuyển sang chạm vào tấm lưng trần của cô. Anh chớp mắt nhìn cô. Cái gì? Anh cau mày, không hài lòng vì bị cô cắt ngang. Tôi đã nói là tôi đói. Cô lặp lại, trước khi kiên quyết đẩy tay anh ra khỏi cô. Cô không đói. Nhưng đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này rốt cuộc có phải cô đã khiêu khích anh không sự im lặng của anh càng kéo dài cô càng sợ mình đã chọc tức anh nhưng than ôi tiếng cười như tiếng nhạc vọng vào tường khiến lila ngơ ngác nhìn anh cô đã nghe thấy tiếng cười của anh rất nhiều lần nhưng mỗi lần cô nghe thấy cô không bao giờ hết ngạc nhiên về việc tiếng cười của anh sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp như thế nào matthea bật cười sau lưng hai tay ôm bụng ngả đầu xuống gối và cười khúc khích một cách thỏa mãn một cảm giác bất an tấn công suy nghĩ của Lila, có phải anh đang cười nhạo sự lố bịch của cô? Có phải cô ấy đã khiến mình trở nên ngu ngốc trước mặt anh ấy không? Cô nhanh chóng kéo chăn lên, quấn chúng quanh cơ thể trần truồng của mình, kéo nó lên tận mũi một cách chắc chắn. Tiếng cười của Matthias tắt dần khi anh cuối cùng cũng ngồi dậy trên giường trước khi quay sang cô với một nụ cười dịu dàng. Nó khiến tim cô lỡ nhịp. Được rồi, hãy làm điều đó. Matthias ngân nga với nụ cười dịu dàng trên môi đôi mắt anh nhìn cô như thôi miên, khiến máu trong lồng ngực cô dâng lên, cùng nhau ăn sáng nhé. Anh là một người đàn ông kỳ lạ, gần đây anh cư xử rất lạ, khiến cô vô cùng bối rối. Vì vậy, Lila nắm chặt lấy tấm chăn và kéo nó qua đầu, không chịu nhìn anh nữa, nhưng nó không ngăn được tiếng cười của anh vẫn vang vọng trong đầu cô. Cài đứng bên ngoài quán cà phê đắt tiền nhất ở Casbah với lòng bàn tay nhớp nháp, anh đã nhận được lời mời từ Lady Brand. Lời mời này được anh hiểu là lời yêu cầu anh phải gặp nhau ở thành phố. Và đúng như cô ấy nói. Claudine đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra những người ngồi ở tầng 2 của quán cà phê, cai không lãng phí thời gian để đến gần cô. Mong cuộc gặp của họ kết thúc càng sớm càng tốt. Anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm hơn là lãng phí nó với cô. À, Kai, tôi rất vui vì bạn đã chấp nhận lời mời của tôi. Cô chào anh, Kai cúi đầu chào cô trước khi ngồi xuống ghế đối diện cô. Vậy tại sao hôm nay cô lại mời tôi đi chơi, quý cô Bran? Cai ngay lập tức hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Cẩn thận giọng điệu đó Cai, cô nhẹ nhàng cảnh báo, có rất nhiều con mắt xung quanh chúng ta. Ai biết được sẽ có tin đồn gì về việc họ phát hiện ra chúng ta cùng nhau. Cô đã nhờ trợ lý đích thân chuyển cho anh lá thư mời. Tôi cần thảo luận vài điều với bạn, bạn có thắc mắc tại sao Lila lại thay đổi nhiều như vậy sau khi bạn đi không, và nó khiến Cai tò mò. Tôi biết anh sẽ đến sau tất cả anh yêu cô ấy quá nhiều chỉ để bỏ qua điều quan trọng này. Xin hãy nhanh chóng nói cho tôi biết những gì tôi cần biết, Lady Brand. Cai nhắc nhở, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt. Tôi mong chuyện này sớm kết thúc. Rốt cuộc cô đã suy nghĩ kỹ về điều này. Cô cần tiết lộ mối tình của vị hôn phu với Lila. Nhưng với một người rất quan tâm đến Lila và cũng có quyền lực đối với cô, Cai là ứng cử viên hoàn hảo. Đầu tiên, hãy để tôi làm rõ một số nghi ngờ của mình. Claudine tuyên bố khiến cai cao mày với cô. Bạn có quay lại Avis với hy vọng nhen nhóm lại tình yêu của mình với Lila không? Khi cai kiên quyết giữ im lặng, cô chỉ có thể mỉm cười thương hại với anh. Ồ, tội nghiệp bạn. Tôi cho rằng theo phản ứng của bạn, Lila đã từ chối bạn, phải không? Chà, tôi không thể trách cô ấy vì đã làm điều đó. Rốt cuộc thì làm sao cô ấy có thể cùng lúc tung hứng được hai người đàn ông đang tranh giành sự chú ý của mình? Nó giống như một xô nước đá đổ xuống đầu cai sau lời nói của cô ấy. Anh từ chối tin điều này là sự thật là ai? Cai không thể không hỏi sau khi thoát khỏi cú sốc đông cứng của mình. Không ai khác ngoài vị hôn phu của tôi, Claudine gần như rít lên, phần còn lại của ngày bên nhau của họ đã diễn ra suôn sẻ. Đúng như Matt Thayer mong đợi, bữa sáng của họ cùng nhau thật tuyệt vời và vượt xa sự mong đợi của anh mọi thứ đều thú vị như anh ấy đã tưởng tượng và hơn thế nữa, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh. Nhưng khi cô bắt gặp anh đang nhìn cô, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi và ngay lập tức quay đi. Anh đặc biệt thích thú khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng. Và vì anh, khi bữa sáng kết thúc cả hai dành khoảng thời gian ngọt ngào để không làm gì khác ngoài việc ở bên nhau. Tất nhiên, trong khi Matt Thayer nằm nhàn nhã trên giường thì Lila không chịu ngồi yên mà cứ đi đi lại lại quanh phòng và lẩm bẩm những điều không hay cô không biết tại sao gần đây cô lại cảm thấy bồn chồn như vậy khi ở bên anh có phải là vì cô sợ hãi và không thoải mái khi ở bên anh không hay đó là cái gì khác lần tiếp theo lila nhìn công tước tóc anh ấy còn ẩm ngay khi anh ấy vừa mặc quần áo xong phù hợp để đi chơi có phải anh ấy sẽ đi ra ngoài và bỏ lại cô thật tốt lila nghĩ thầm cuối cùng họ rời khỏi phòng khách sạn ngay khi buổi trưa vừa điểm Ban đầu Lila phản đối ý tưởng này, nhưng Matt Tire nhất quyết nhất quyết khiến cô miễn cưỡng đi cùng anh. Anh yêu cầu người hầu mang cho cô một chiếc áo khoác khác, Matt Tire thích nhìn thấy cô trong bộ đồ của anh. Chúng ta đang đi đâu, Matt Tire không trả lời. Thay vào đó, anh ta cứ bước đi, khiến Lila phải chạy theo. Matt Tire thỉnh thoảng đi chậm lại, cẩn thận không để mất dấu cô khi anh dẫn họ tới một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố. Đôi mắt của Lila nheo lại khi nhìn thấy nó trước mặt họ, không? Cô ấy nói và nhìn chằm chằm vào Matthias. Tôi không muốn nó, nhưng Matthias vẫn kiên định nhìn cô với một yêu cầu không lời. Lila lắc đầu cương quyết, nhưng Matthias không hề nhúc nhích, việc cô phải nhượng bộ anh là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, với sự miễn cưỡng tột độ, Lila theo anh vào cửa hàng, chủ cửa hàng nhanh chóng nhận ra tình hình liền chuẩn bị một số mẫu quần áo có vẻ hợp với Lila. Thayer bắt lila thử chúng những người phục vụ cửa hàng khác đến hỗ trợ họ mang theo một số đôi giày được gợi ý để lila thử lila trông có vẻ bối rối không biết phải làm gì nếu cô nhận quà của anh thì cô cũng có thể chỉ là một cô gái điếm mà thôi đôi má cô đỏ bừng vì thất vọng nên kiên quyết cúi đầu Thayer bước lại gần cô cô tiếp tục hành động như thể anh đang trừng phạt cô thế là Thayer quỳ xuống trước mặt cô lila ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh trong khi những người khác khẽ thở hổn hển khi chứng kiến anh quỳ gối Thayer có vẻ thờ ơ với khán giả của họ sự chú ý của anh ấy chỉ dành cho lila trước khi cô kịp nói ra sự bối rối của mình Thayer đã nắm lấy mắt cá chân cô nhẹ nhàng cởi giày cho cô và mang đôi giày mà anh đã chọn sẽ vừa vặn với cô ngay cả đôi chân của cô ấy trông cũng thật đáng yêu Thayer mỉm cười nghĩ thầm khi buộc xong nút cuối cùng trên đôi giày Thayer thản nhiên đứng dậy và nhìn xuống cô lila không khỏi mê mẩn đưa ánh mắt nhìn anh lila không thể không nhìn Thayer đưa tay về phía cô anh ấy sẽ làm tổn thương tôi một lần nữa lila biết bất cứ khi nào anh đối xử tốt với cô như vậy sau đó anh sẽ nhanh chóng thay thế nó bằng một hành động tàn nhẫn không kém làm sao điều này có thể khác với những lần đó? Cuối cùng, Lila nhận thức được lượng khán giả ngày càng tăng của họ trước khi cô nhận ra Matt Thayer đã đợi cô nắm lấy tay anh để cô đứng dậy. Xấu hổ, cô miễn cưỡng nắm lấy tay anh, và anh kéo nhẹ để vòng tay quanh người cô, ôm cô bằng một cánh tay ấm áp. Khi họ rời khỏi cửa hàng, Lila đã mặc bộ quần áo mới tinh, ngoan ngoãn đi theo anh khi anh dẫn họ qua các con phố. Cuối cùng họ cũng đến được công viên trong thành phố, và Matt Thayer đưa tay ra cho cô nắm lấy. Lila trở nên bối rối với anh trước khi cô im lặng. Cô nghĩ đến nhiều người xung quanh họ, trước khi gạt họ ra khỏi tâm trí, với sự điềm tĩnh thẳng thắn, cô nhận lấy nó mà không cần suy nghĩ thêm. Và Matthias mỉm cười với chính mình khi cô chấp nhận anh, Matthias cũng hơi bồn chồn trước sự cứng nhắc của Lila. Anh muốn tôn trọng ranh giới của cô, nhưng thế là đủ. Anh gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình, trước khi anh dứt khoát nhưng nhẹ nhàng đan những ngón tay của họ vào nhau lila cố gắng thoát khỏi anh nhưng vòng tay anh ôm cô chặt hơn cô kéo nó thêm vài cái nữa trước khi nhượng bộ ý muốn bất chợt của anh đây chỉ là tạm thời thôi lila tự nghĩ khi cô để những ngón tay mình đặt trong tay anh phần còn lại của cuộc đi bộ của họ diễn ra suôn sẻ trước khi họ ngồi xuống trước cửa sổ một quán cà phê với tầm nhìn hoàn hảo ra công viên mattheier quan sát lila một cách cẩn thận biết rõ cô ấy thích nói chuyện anh đã nhìn thấy cô đi chơi với những người khác nhưng cô từ chối trao cho anh đặc quyền tương tự. Con chim đó là gì vậy? Thayer đột nhiên hỏi, khiến Lila giật mình ngạc nhiên khi chiếc cốc chạm vào đĩa kêu leng keng. Cô lo lắng nhìn vào hướng nhìn của anh, trước khi nhìn thấy một con chim đen đậu trên một trong những cái cây gần đó. Đó là một con quả. cô trả lời. Thế còn con đó thì sao? Thayer hỏi, hết lần này đến lần khác, anh ấy liên tục hỏi về những loài chim khác nhau mà anh ấy nhìn thấy. Và Lila sẽ trả lời từng câu một, nhưng anh ấy càng hỏi thì cô ấy càng bối rối. Anh ấy đang chơi trò gì vậy? Làm thế nào em có thể ghi nhớ tất cả chúng? Vì tôi đang sống gần một khu rừng. Lila cắn môi dưới với vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Vậy con chim yêu thích của em là gì? Matthias đột nhiên hỏi cô. Tôi thực sự không thể nói được, có quá nhiều thứ để lựa chọn. Cô quay lại nhìn anh, còn anh thì sao? Matthias chớp mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thích thú một con chim hoàng yến lila chớp mắt ngạc nhiên đó không phải là con chim mà cô nghĩ anh sẽ thích ý anh là những con chim có thể hót hay cô tò mò hỏi nhưng tại sao không phải những người đàn ông như anh thường thích diều hâu hay đại bàng hay chim ưng sao cô đợi Thayer trả lời nhưng anh hài lòng khi thấy cô cuối cùng cũng nhìn anh đầy mong đợi nếu tôi giữ câu trả lời của mình lâu hơn một chút bạn sẽ tiếp tục nhìn tôi như vậy chứ Thayer thầm nghĩ trong lòng tại sao không, anh hỏi Lila, tôi nghĩ chúng khá đẹp, phải không? Anh nói xong, nhìn Lila một cách chăm chú, khiến cô nóng bừng, tôi cũng nghĩ vậy, cô lặng lẽ trả lời, anh vẫn nhìn cô, điều đó khiến Lila cảm thấy khó chịu hơn nhưng cô không biết tại sao. Bên dưới bàn, Lila hoàn toàn không biết đôi chân của họ đã gần nhau đến mức nào, chỉ nhận ra điều đó khi cô cảm thấy đôi giày quen thuộc của anh chạm vào đôi giày mới của cô cô ngước nhìn anh và anh lại mỉm cười với cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng hôm nay tiếp tục là một ngày kỳ lạ cai ở lại quán cà phê rất lâu sau khi claudine rời đi anh ngồi đó trên bàn tiếp thu những gì claudine nói trong sự im lặng lạnh lùng đừng nghe claudine cai tự mắng mình hết lần này đến lần khác khi anh lắng nghe những gì cô phải nói với anh anh kiên quyết tự nhủ rằng đây chính là bản chất của claudine cô ghét lila kể từ khi anh có thể nhớ được cô ấy đang cố gắng hủy hoại hình ảnh của lila lila cô không phải là loại phụ nữ sẵn sàng ngoại tình với một người đàn ông đã đính hôn nhưng ý nghĩ về điều gì sẽ xảy ra cứ làm anh khó chịu điều gì sẽ xảy ra nếu claudine nói cho anh ta sự thật đột nhiên anh có thể cảm thấy ớn lạnh trong bụng khi sự lo lắng và tuyệt vọng tràn ngập suy nghĩ của anh nếu công tước thực sự cảm thấy như vậy với lila thì họ có thể suy nghĩ của cay tắt dần trước khi rũ bỏ ý nghĩ khủng khiếp đó ra khỏi đầu anh, Cai đứng dậy với đôi chân loạn choạng và bước ra khỏi quán cà phê với vẻ mặt bàng hoàng. Anh ta đang nhìn thẳng về phía trước nhưng không thực sự nhìn thấy hay suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu. Có một cảm giác thắt chặt trong lồng ngực đe dọa làm anh nghẹt thở. Anh phải nhìn thấy Lila. Nhưng làm sao anh có thể nói chuyện này với cô? Chúng ta sẽ quay lại à? Lila thận trọng hỏi anh khi cô nhận thấy Matt đang liếc nhìn đồng hồ đeo tay cô đang nhìn anh đầy mong đợi theo một cách mà dù có cố gắng cũng không thể che giấu được đúng vậy Thayer đồng ý với một tiếng ẩm ừ lila nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm trước sự đồng ý của anh Thayer không khỏi cảm thấy bị xúc phạm khi thấy cô nhẹ nhõm thế nào khi ngày hôm nay kết thúc chuyện giữa chúng ta anh hứa sẽ giữ bí mật đúng không cô không khỏi lo lắng hỏi Thayer nhướng mày nhìn cô giữ bí mật anh lặp lại với ai với chú bill À, lại nữa rồi, cái tên đó, Matt cay đắng nghĩ. Một cảm giác xấu xí hiện lên trong tâm trí anh. Anh gần như quên mất người làm vườn, tất nhiên đó là lý do tại sao Lila lại sẵn lòng dành thời gian cho anh đến thế. Làm ơn đi công tước, chú ấy không bao giờ được biết về chuyện của chúng ta. Lila cầu xin một cách tuyệt vọng bằng một giọng trầm lặng. Khi vẻ mặt của Matt cau mày, cuối cùng anh đứng thẳng lên và điều chỉnh lại biểu cảm của mình thành thái độ lạnh lùng và thờ ơ. Em thực sự nghĩ mình có thể nhịn không bao giờ nói cho Bill biết mối quan hệ của chúng ta với nhau cho đến khi hấp hối sao?" Matthias nghiêng đầu hỏi cô. "Anh biết chuyện giữa họ không thể cứ như thế này mãi, đặc biệt không phải kiểu tình cảm này." Nhưng có vẻ như Lila đã hoàn toàn hiểu lầm anh một lần nữa. "Ý anh là gì khi nói cho đến khi tôi hấp hối?" Cô hỏi, giật mình trước hàm ý đó khi cô nhìn anh với vẻ cảnh giác. Công tước dự định kết hôn với Lady Brand vào mùa hè vào thời điểm sớm nhất có thể. Những gì anh có với cô chỉ là một nỗi ám ảnh nông cạn mà cô đang đam mê. Anh không nên ép cô tiếp tục thỏa thuận của họ ngay cả sau khi anh đã kết hôn với một phụ nữ khác. Anh ta định làm cô đau khổ suốt quãng đời còn lại sao? Bàn tay cô run rẩy trước mặt mãi mãi. Lila nghĩ một cách đầy căm ghét thật là một từ mạnh mẽ để sử dụng cho mối quan hệ của chúng ta. Cô không khỏi cay đắng nghĩ, Matt chỉ ẩm ừ sau khi quan sát cô cẩn thận và nhún vai.